Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Trọng Nhà Thờ, là đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ từ đường bằng gỗ, bằng bê tông giả gỗ. Hôm nay đơn vị Trọng Nhà Thờ xin phép gửi đến quý vị và các bạn một cái công đoạn là gây bờ cho một cái mái nhà gỗ bằng ngói. Thì ngói này là ngói Hạ Long, và với cái giá thành là nó 22.000 một viên, tức là 1 mét vuông nó rơi vào tầm khoảng hơn 100 viên, thì là hơn 2 triệu một mét mái. Và ngói này ngói tráng men, nung cương độ cao. Thì với một cái nhà 5 gian nó khoảng tầm 160-170 mét mái, thì nó tương đương với khoảng tầm độ 320 triệu đến 350 tiền ngói, ngói mũi, còn lại cộng vào ngói lót thì chắc là nó rơi vào tầm gần 400 triệu. Và xin gửi tới quý vị và các bạn một cái công đoạn là gây bờ cho một mái nhà gỗ với cái tiền ngói là 400 triệu. Nó cũng là một cái công trình rất là đặc biệt, riêng tiền ngói đã lên đến tiền mấy trăm triệu rồi. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Cái biện pháp lợp ngói của một ngôi nhà gỗ này thì là do đặc thù, nó là ngói nhà máy, là ngói tráng men, nó rất là trơn. Thì cái giải pháp đưa ra là lợp vữa vôi. Lợp vữa vôi thì nó có một cái ưu điểm, đó là cái vữa vôi nó rất là êm và nó sẽ giữ được cái chân ngói. Và ngược lại thì với trên phần mái nó có độ chênh lệch, độ rất là cao, nên là cái vữa vôi nó đáp ứng rất là tốt với độ co ngót của vữa, thì nó giữ được cái chân ngói. Thì cái hàng ở giữa là làm ngói trắng men, còn riêng cái hàng ngói ở ngoài rìa phần hồi thì vẫn phải điểm ngói không có men để mình xây bờ hồi lên để ăn vữa. Thì các bạn có thể đang nhìn thấy là cái công đoạn là những cái viên ngói đầu tiên là phải đo và đánh dây, đánh thước để đảm bảo cái độ phẳng của mái và đường ngang, đường dọc và đường chéo. Các bạn có thể nhìn thấy đường chéo, 3 viên ngói mũi là được đường chéo. Nên do công trình là nó sử dụng cái rùi là rùi kín, là có rùi trồng chữ thọ, vì thế nên là cái lợp ngói vữa vôi cũng rất là ưu điểm, thì nó không bị bụi. Hai nữa là rất là đều ngói. Do đặc thù là cái viên ngói này là cũng rất là đắt tiền, hơn 20.000 một viên ngói, cho nên là cũng phải lợp rất là cẩn thận, bởi vì số đầu tư trên viên ngói rất là cao. Với cái công đoạn gây bờ thì nó là một trong những công đoạn rất là quan trọng, bởi vì là tất cả các cái viên, các hàng tiếp theo nó sẽ phải phụ thuộc vào cái viên gây bờ. Vì thế đây cũng là một cái công đoạn rất quan trọng để mà làm cái đường dưỡng, làm cái đường chuẩn cho các cái hàng tiếp theo. Vì thế là đạt đường chéo của những hàng đầu tiên thì nó mới đạt được đường chéo của những hàng tiếp theo.
Các bạn có thể theo dõi cái những cái người thợ đang lợp thì rất là cẩn thận chini từng viên một, lấy độ phẳng rồi lấy mũi lấy hàng để đạt được một cái mái ngói là tương đối đạt cái đường thẳng, đường ngang, đường chéo. Thì với cái độ lợp thì với cái kích thước của viên ngói là 150 nhân với cả 25 thì rơi vào một số lượng 1 mét vuông khoảng tầm độ 110 đến 120 viên. Và các bạn có thể nhìn là quá trình lợp và nhìn thấy cái đường chéo của viên ngói, để các bạn có thể nhìn đường chéo mũi ngói rất là thẳng và đường thẳng thì nó mới có tiền đề cho những viên tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị hãy đăng ký kênh để theo những video mới hơn. Cảm ơn quý vị.